Namo Buddhaya. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên mạng Inquirable Talk, Facebook và Zoom. Ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston, 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York, 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali, 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris, 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney, 12 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Còn Meta Bàn Nhà, thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022, Phật lịch 2565, môn học Tán Pháp Avitamma, chương 8, Chất hiếu duyên trợ, Chaya Sangaha, bài 65, Tổng quan, phần 1. Tình lý duyên hệ. Tất thà nạ dù. Tiếp theo, Hòa Thầy Siêu biên soạn và giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta cho nghiêm tam nghiệp, tình lệ tam bảo. Chúng con xin thành kính, cung thịnh thần toàn minh hạnh, đọc kinh lễ tam bảo. Năm mươi của thời gian. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian dạy. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phát sanh. Sa thủ lên thay, chúng con thành kính đảnh lễ và chư ông thần toàn. Bạch chư tổng đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, bài 65, chương 8, các yếu duyên trợ, các cha giá sân gà hà, mộ, định lý, duyên hệ. Bất thà na na dù, tiếp theo. 17. Thiền na duyên. Cha ná bác cha giá. Những pháp như tầm, vi tất cả tứ, vi cha rá, hỷ, vi tí, nhất hành, e khắc gà ta. Thọ hỷ, su mana xá, thọ u, đô mana xá, và thọ xã, u bất thà. Những pháp này có đặc tính tiêu hủy pháp đối lập. Pachani Kacha Panang gọi là thiền na hay chi thiền. Chánh tạng giải thích gọi là thiền duyên, tức là những chi thiền trợ các pháp tương ưng thiền và sắc tâm bằng thiền na duyên. Chú giải: bảy chi thiền đầy thuộc pháp hỗn hợp Visakha Sangaha, cả tâm thiện, tâm bất thiện và tâm vô ký. Nên thiền na duyên có cả chi thiền thiện, trợ tâm thiện với tâm sở tương ưng và sắc tâm thiện. Chi thiền bất thiện, trợ tâm bất thiện với tâm sở tương ưng và sắc tâm bất thiện. Chi thiền vô ký, trợ tâm vô ký với tâm sở tương ưng và các sắc tâm vô ký, sắc nghiệp tái tục. Tâm sở thọ và tâm sở nhất hành trong 10 thức tâm không thành chi thiền và không có mạnh lực trợ pháp đồng sanh bằng thiền na duyên. 18. Đồ đạo duyên. Magabab Sayo.
Những pháp như cần, viriya, nhất hành, ekagata, tầm, vitakka, niệm, sati, chánh ngữ, samma, vacca, và chánh nghiệp, samma, kammanta, chánh mạng, samma, avicca, trí tuệ, panya, và tà kiến, tithigata. Những pháp này có đặc tính dẫn lối, đưa đường, gọi là magga hay chỉ đạo, magganga. Chánh tạng giải thích, gọi là đồ đạo duyên, tức là những chi đạo trợ các pháp tương ương đạo, và sắc tâm bằng đồ đạo duyên, chú giải. Chính chi đạo đây thuộc pháp hỗn hợp, misaka sangha, phối hợp cả tâm thiện, tâm bất thiện và tâm vô ký, nên đồ đạo duyên có cả chi đạo thiện, trợ tâm thiện với tâm sở tương ưng và sắc tâm thiện, chi đạo bất thiện trợ tâm bất thiện với tâm sở tương ưng và sắc tâm bất thiện, chi đạo vô ký trợ tâm vô ký với tâm sở tương ưng và sắc tâm vô ký, sắc nghiệp tái tụ. Tâm sở nhất hành trong tâm vô nhân, không thành chi đạo và không có mạnh lực trợ pháp đồng sanh bằng đồ đạo duyên. Tâm sở tầm và tâm sở cần trong tâm ý giới và ý thức giới vô nhân cũng không thành chi đạo và không có mạnh lực đồ đạo duyên. 19. Tương ưng duyên. Sambayut tapachayo. Tương ưng duyên là mạnh lực trợ giúp bằng cách hòa quyện với nhau như ly trà sữa, có vị của sữa, vị ngọt của đường và nước nóng hòa quyện lẫn nhau, tạo nên món trà sữa thơm ngon. Chỉ có danh uẩn với danh uẩn mới tương ưng duyên với nhau thôi. Chánh tạng giải thích, gọi là tương ưng duyên, tức là bốn uẩn phi sắc trợ giúp lẫn nhau bằng tương ưng duyên. Chú giải, bốn uẩn phi sắc, đây là bốn danh uẩn: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Bốn danh uẩn này, thức uẩn làm tâm, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn là tâm sở. Tâm và tâm sở đồng sanh, đồng diệt, đồng nương vật, đồng biết một cảnh, nên chúng trợ lẫn nhau bằng cách tương ưng duyên. 20. Bất tương ưng duyên. Nipachutapakchayo. Bất tương ưng duyên là sự trợ giúp nhau nhưng không quà huyện nhau, tức là danh nội sắc, sắc trợ danh, danh sắc trợ nhau mà không tương ưng. Như món đồ trang sức bằng vàng, làm đá quý. Vàng làm nổi bật viên đá quý, các viên đá quý làm vàng óng ánh, nhưng vàng và đá quý không hòa tan với nhau được. Chánh tạng giải thích, gọi là bất tương ưng duyên, tức là các pháp sắc trợ, các pháp phi sắc bằng bất tương ưng duyên, các pháp sắc trợ các pháp sắc bằng bất tương ưng duyên. Chú giải, các pháp sắc chupino thamma là 28 sắc pháp, các pháp phi sắc adrupino thamma là danh pháp, tâm và tâm sở. Sắc pháp trợ danh pháp bằng bất tương ưng duyên, nói theo phi pháp thì bằng ba duyên là a. Câu sanh bất tương ưng duyên. Ta cha ta pip pa yut ta pa cha ya là sát na tái tục, sắc ý vật tái tục, trợ tâm quả tái tục, gọi là sắc trợ danh bằng câu sanh bất tương ưng duyên. B. Vật tiền sanh bất tương ưng duyên. Bất tu pu trè cha ta pip pa yut ta pa cha ya. Nhãn vật, nhị vật, tỷ vật, thiện vật, thân vật và ý vật sanh trước đục mạnh, rồi cho tâm và tâm sở nương sanh. Đó gọi là sắc trợ danh bằng vật tiền sanh bất tương duyên. C. Vật cảnh tiền sanh bất tương duyên. Bất thà trầm manapure cha tapit bachut tapachaya. Sắc ý vật cần tử sanh lần cuối trước tâm tự 17 sắc na, sắc y vật ấy trợ 41 tâm và 41 tâm sở trong lộ ý môn cần tự. Bắt sắc y vật làm cảnh, đây gọi là sắc trợ danh
bằng vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên, danh pháp trợ sắc pháp bằng bất tương ưng duyên, nói theo chỉ pháp thì bằng hai duyên là a. Câu sanh bất tương duyên sa cha tập biệt bayu tập bạc cha gia, tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký, trừ ngũ sâm thức và bốn quả vô sắc, cùng 52 tâm sở hợp tâm trợ 17 sắc tâm bình nhật, đây gọi là danh trợ sắc bằng câu sanh bất tương duyên. Vào sắc na tái tục, tâm quả tái tục và 35 tâm sở hợp tâm quả trợ sắc ý vật tái tục, đây cũng là danh trợ sắc bằng câu sanh bất tương duyên. B. Hậu sanh bất tương duyên bất trà trà tập biết ba dụt tập bạc trà dạ, trong thời bình nhận cõi ngộ 117 tâm và 52 tâm sở trợ bốn loại sắc, sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quy tiết, sắc vật thực, đây gọi là danh trợ sắc bằng hậu sanh bất tương duyên. 21. Hiện hữu duyên atipachayo, hiện hữu duyên là mệnh lực trợ giúp bằng sự đồng thời, như phù sa giúp cho đất màu mỡ, chất phù sa theo nước làm tràn ngập đất vườn lắng động mới làm cho đất tốt được, cũng thế hiện hữu duyên là năng trợ giúp sở và đồng thời năng sở cùng hiện hữu. Chánh tạng giải thích gọi là hiện hữu duyên như bốn uẩn phi sắc trợ lẫn nhau bằng hiện hữu duyên, bốn sắc đại hiển trợ lẫn nhau bằng hiện hữu duyên, vào sắc na tục sinh danh sắc trợ lẫn nhau bằng hiện hữu duyên, các pháp tâm và tâm sở trợ các sắc tâm sanh bằng hiện hữu duyên, sắc đại hiển trợ các sắc y sinh bằng hiện hữu duyên, nhãn xứ trợ nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên, nhị xứ trợ nhị thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên, tỷ xứ trợ tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên, thiệt xứ trợ thiệt thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên, thân xứ trợ thân thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên, ý giới và ý thức giới sinh diễn đương sắc màu sắc ấy, trợ ý giới, ý thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên, sắc xứ trợ nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên, thinh xứ trợ nhĩ thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên, khí xứ trợ thị thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên, vị xứ trợ thiệt thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên, xúc xứ trợ thân thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ ý giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên. Chú giải theo chi pháp chánh tạng thì hiện phân rộng có bảy duyên: câu sanh hiện hữu duyên sa cha tát thị bạc cha gia, như bốn danh uẩn trợ giúp lẫn nhau, bốn sắc đại hiển trợ giúp lẫn nhau, vào sắc na tục sinh cũng quả tái tục trợ sắc ý vật tái tục, sắc y vật tái tục trợ ổn quả tái tục, tâm và tâm sở trợ sắc tâm đồng sanh, bốn sắc đại hiển trợ các sắc y sinh đồng bọn, những trường hợp đó gọi là câu sanh hiện hữu duyên. B. Vật tiền sanh hiện hữu duyên bụt rề trà tát thi bạc trà dạ, như nhãn vật trợ tâm nhãn thức và tâm sở hợp, nhị vật trợ tâm nhị thức và tâm sở hợp, thị vật trợ tâm thị thức và tâm sở hợp, thiệt vật trợ tâm thiệt thức và tâm sở hợp, thân phật trợ tâm thân thức và tâm sở hợp, sắc ý vật trợ tâm ý giới, 104 ý thức giới và các tâm sở hợp, sáu vật sanh trước đến trung thọ trợ tâm nương sanh, đó gọi là vật tiền sanh hiện hữu duyên. C. Cả tiền sanh hiện hữu duyên Atramanaputre Chattat Thipakchaya, như cảnh sắc
cho nhận thức và tâm sở tương ưng, cảnh thinh, cho nhị thức và tâm sở tương ưng, cảnh khí, cho và tâm sở tương ưng, cảnh vị, cho thiệt thức và tâm sở tương ưng, cảnh xúc, cho tương thức và tâm sở tương ưng, năm cảnh sắc khí vị xúc, cho ba y giới và các tâm sở tương ưng, năm ngoại cảnh này có trước và tồn tại đến lúc chờ cho tâm và tâm sở sanh, gọi là cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Về vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, bất tha trầm mana putre cha tap thi pak cha ya, trong chi pháp vật tiền sanh hiện hữu duyên có trường hợp sắc ý vật cho ý thức giới, nếu là sắc ý vật cận tử làm cảnh cho lộ tâm ý môn cận tử thì gọi là vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Trong chánh tạng giải thích, chi pháp hiện hữu duyên không thấy trường hợp hậu sanh hiện hữu duyên, vật thực hiện hữu duyên, quyền hiện hữu duyên, nhưng trong luận giải Phật Thành Ná có nói thêm ba duyên năng trời sở bằng cách hiện hữu e hậu sanh hiện hữu duyên. Cha cha tati pachaya, như là sắc pháp sanh trước và tồn tại được do nhờ tâm pháp sanh sau trợ giúp, và một thời điểm tâm ấy và sắc ấy cùng có mặt, như vậy gọi là hậu sanh hiện hữu duyên. F vật thực hiện hữu duyên, ahadratipachaya, như là sắc vật thực trợ các pháp đồng bọn bằng các vật thực hiện hữu duyên. Che quyền hiện hữu duyên, indriyatipachaya, tức là sắc mạng quyền trợ các sắc nghiệp đồng bọn bằng cách quyền hiện hữu duyên. 22. Vô hữu duyên, natipachaya, vô hữu duyên là mạnh lực trợ giúp bằng cách không hiện hữu vắng mặt, như sự vắng mặt của mặt trời làm điều kiện cho sự xuất hiện của mặt trăng, sự băng hà của phụ vương là điều kiện cho sự liên ngôi của thái tử. Tạng giải thích, gọi là vô hữu duyên như các pháp tâm và tâm sở vừa mới diệt, trợ cho các pháp tâm và tâm sở sanh liền tức thì bằng vô hữu duyên. Chú giải, trong lộ trình danh pháp, sắc na tâm và tâm sở kế trước vừa diệt có mạnh lực trợ sanh sắc na tâm và tâm sở kế sau không gián đoạn bằng vô gián duyên, cùng gọi là vô hữu duyên, vì năng không có mặt nhưng có mạnh lực trợ sở sanh khởi. 23. Ly khứ duyên, vigatapachayo, ly khứ duyên là sự trợ giúp bằng cách liệt khỏi vắng mặt. Ly khứ duyên vigatapachaya đồng thời với vô hữu duyên natipachaya. Chánh tạng giải thích, vậy là ly khứ duyên như các pháp tâm và tâm sở vừa mất, trợ các pháp tâm và tâm sở sanh tiếp nối tức thì bằng ly khứ duyên. Chú giải, ly khứ duyên và vô hồi duyên đều đồng nghĩa với vô gián duyên. Anantara pachaya, ly khứ duyên và vô hồi duyên chỉ áp dụng trong danh pháp. Trong danh pháp, sắc na tâm sau khi sanh khởi, khi sắc na tâm trước diệt mất. 24. Bất ly duyên, avigatapachayo, bất ly duyên là mệnh lực trợ giúp bằng cách không lìa mất, nghĩa là năng duyên đang có mặt, rồi sở duyên cùng đồng nghĩa với hiện hữu duyên. Atipachaya, chánh tạng giải thích, gọi là bất duyên, gọi là bất ly duyên như bốn uẩn phi sắc trợ lẫn nhau bằng bất ly duyên, bốn sắc đại hiển trợ lẫn nhau bằng bất ly duyên, vào sắc na tái tục, danh sắc trợ lẫn nhau bằng bất ly duyên. Các pháp tâm và tâm sở trợ các sắc tâm bằng bất ly duyên. Sắc đại hiển trợ các sắc y sinh bằng bất ly duyên. Nhãn xứ trợ nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. Nhị xứ trợ nhị thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. Tỷ xứ trợ tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. Thiệt xứ trợ thiệt thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. Thân xứ trợ thân thức giới
và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. Ý giới và ý thức giới sinh diễn, nương sắc nào thì sắc ấy cho ý giới, ý thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. Sắc xứ trời nhận thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. Thân xứ trời nhị thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. Khí xứ trời thị giới, trị thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. Vị xứ trời thiệt thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. Xúc xứ trời thân thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. Sắc xứ, thân xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, trợ ý giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. Chú giải: bất ly avigata là hiện hữu ách thí, nên bất ly duyên cũng có nghĩa như hiện hữu duyên. Hiện hữu duyên phân theo chi pháp nói rộng có bảy duyên như thế nào, thì bất ly duyên cũng nói rộng có bảy duyên như thế, chỉ khác danh từ gọi mà thôi. Bảy duyên rộng của bất ly duyên là: a. Cô sanh bất ly duyên sa cha ta vigata pat cha ya, có chi pháp và ý nghĩa như câu sanh hiện hữu duyên. B. Vật tiền sanh bất ly duyên bất tu tre cha ta vitagata cha ya, có chi pháp và ý nghĩa như vật tiền sanh hiện hữu duyên. C. Cả tiền sanh bất ly duyên adramana putre vitapat tapak chaya, có chi pháp và ý nghĩa như cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. D. Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên tattha tram manaputre chata vigatapak chaya, có chi pháp và ý nghĩa như vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. E. Hậu sanh bất ly duyên paccha pitagapak chaya, có chi pháp và ý nghĩa như hậu sanh hiện hữu duyên. F. Phật thực bất ly duyên aha ravigatapa chaya, có chi pháp và ý nghĩa như Phật thực hiện duyên. J. Quyền bất ly duyên itwincha vigatapa chaya, có chi pháp và ý nghĩa như quyền hiện hữu duyên. Biên soạn giáo trình thì theo tuệ siêu. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh hoàng thượng thầy siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giáo. Nam mô Phật Thầy Giáo. Cùng kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chúng thành văn đệ tử Phật. Kính chào và thượng chất đẳng, thượng tọa Học Tân, thượng tọa Tư Quy, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức có mặt trong rừng. Thân chào cả khi bà quý cô tu nữ và chư Phật tử. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học định lý thì duyên hệ với các duyên còn lại, từ duyên thứ 17 cho đến duyên thứ 24. Duyên thứ 17 tha nắp bách chi vô thì na duyên, cho đến 24 là quy gà tá bách chi vô bất ly duyên. Mặc dù chúng ta có 8 duyên như thế, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ học có 6 duyên là bị athipachiyo hiện hữu duyên. Cái gì nó hiện hữu ly khứ, cho nên hiện hữu duyên với ly khứ duyên thì nó giống nhau. Bởi vì hễ có mặt tức là không có vắng mặt. Còn nathipachiyo vô hữu duyên là không có mặt, trở bằng cách không có mặt.
thì cũng có nghĩa là ly khứ. Vô hữu cũng có nghĩa là ly khứ, tức là vắng mặt. Không có nghĩa, không có mặt có nghĩa là vắng mặt gì. Cho nên chúng ta phải chú ý cái điểm trùng này để chúng ta khỏi phải mất cái thời gian. Trở lại vấn đề bài học hôm nay thì chúng ta nói đến duyên thứ 17 trong chánh tạng là Channa Paccayo, là thiền na duyên. Từ trước đến nay trong các giáo trình của lớp Phật pháp, chúng ta được nhắc đi nhắc lại nhiều lần về cái danh từ gọi là thiền. Nhưng mà khi chúng ta nói đến thiền, muốn chúng ta nói theo cái nghĩa của kinh tạng đó, thì thiền đó chính là thiền sức giới, thiền vô sức giới. Và cái chữ thiền là chúng ta đọc âm và chúng ta cũng đọc cắt luôn, bởi vì gọi là thiền na tức là chana hay là chana, cho nên chúng ta đọc là thiền na và chúng ta gọi tắt là thiền. Cái chữ thiền chúng ta nói theo trong duyên hệ đó, thì cái chữ thiền này nó lại mang một ý nghĩa khác. Bất cứ pháp nào có cái đặc tính là nước thiêu đốt cái nghịch pháp hay là cái pháp đối lập, phải chỉ định các thầm mắt chà phần nát nó thiêu đốt pháp đối lập thì pháp đó chúng ta gọi là thiền, thiền na. Vì cái chữ cha ná là một danh động từ, nó xuất phát từ hai cái động từ cha và tí và cha dê tí. Chữ cha và tí ở đây có nghĩa là tập trung trên một đối tượng, thì cái chữ này mới đúng là chữ thiền mà chúng ta xài trong cái nghĩa kinh tạng, hay còn gọi là định samadhi. Còn khi mà chúng ta nói đến chữ thiền, chữ thana là một danh động từ xuất phát từ cái động từ cha về tí, thì chữ này có nghĩa là thiêu đốt. Do đó
Khi mà chúng ta nói thiền na duyên á, mặc dù cũng là thiền na nhưng mà chúng ta xài do nó xuất phát từ căn động từ, do xuất phát động từ nào đó rồi nó có ý nghĩa khác, chai gia tiết hoặc là chai gia tiết, chai gia bê tiết. Chúng tôi cũng lưu ý một điều là mặc dù định nghĩa chữ thiền na với hai cái động từ nó khác nhau cho nên nghĩa khác như vậy đó, nhưng mà trên phương diện sananga chi thiền thì nó cũng có cái sự trùng lặp. Vì khi chúng ta nói đến tầm Vitaka Chananga là chi tầm chi thiền, thì nếu mà chúng ta xài cái chữ chana là thiền na từ cái động từ chayati thì tầm đó nghĩa là một cái chi pháp phối hợp với ở trong thiền sắc giới, tâm sơ thiền, và chi tâm này nó có khả năng là nó hướng tâm đến cảnh. Thế nhưng khi mà tâm phối hợp trong 55 tâm hữu trình thì trình đó nó có một cái chức năng là nó thiêu đốt cái pháp đối lập, thì trình ở đây đó những chứ mặt ở trong cả 12 tâm bất thiện, nó đốt là nó có mặt ở trong tâm thiện dục giới luôn, và nó đốt nó có mặt ở trong 11 tâm nhị thiền là 8 sơ thiền, 8 tâm siêu thế sơ thiền và 3 tâm sơ thiền sắc giới. Như vậy chúng ta có tất cả là 55 tâm hữu tâm. Thì trong 55 tử hữu tâm đó là chúng ta lấy hết những cái chi cần và phối hợp trong năm đó chia ra làm ba pháp gọi là bất thiện, trợ cho pháp bất thiện bằng thiền na duyên, trường bất thiện trợ cho pháp vô ký bằng thiền na duyên, tức là trợ cho sắc tâm và trường bất thiện trợ cho pháp bất thiện và sắc tâm bằng thiền na duyên. Cũng vậy, tầm trong tâm thiện hay là tầm thiện nó trợ cho pháp thiện bằng thiện na duyên, tầm thiện trợ cho pháp vô ký bằng thiện na duyên, tức là trợ cho sắc tâm, rồi tầm thiện trợ cho thiện và vô ký bằng thiện na duyên, tức là trợ cho danh vượng thiện đồng sanh
trợ cho sắc tâm. Trong vô ký, vô ký ở đây là vô ký quả, vô ký tố, trong đó nó trợ cho danh pháp vô ký và sắc tâm cũng là vô ký. Chúng tôi gọi chung là pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng và thì na duyên. Thì thưa quý vị, bất luận trường hợp nào, hễ có mặt tầm ở đâu thì cái chi tầm đó nó đều có cái mãnh lực. Là nó làm trên những cái nghịch pháp mà trái với tầm. Tầm tức là cái sự hướng tâm trên cảnh, một cái trạng thái nào mà trạng thái tâm nào mà các pháp không có, cần hướng tâm đến cảnh thì không có tầm. Tứ cũng vậy, tứ là tâm sở tứ, cũng có mặt ở trong sáu tâm hữu tứ. Và khi mà tứ nó làm duyên, nó trợ cho các cái pháp đồng sanh, như là danh pháp đồng sanh hoặc là sắc pháp đồng sanh, sắc tâm, thì cũng gọi là trợ bằng cách thiện na duyên. Hỷ bi tí, nó phối hợp với 51 tâm hữu hỷ. Và hỷ này nó có mặt thời, thọ ưu, thọ xả, thọ khổ, thọ lạc không có mặt. Cho nên hỷ ở trong 51 tâm đó, nó trợ cho tâm hữu hỷ pi chức cát chích tắc, và 50 tâm sở tầm sanh với nó, cách gọi là thiện na duyên. Cũng vậy, đối với nhất hành ekakata, tức là tâm sở nhất hành, nó trong 121 tâm. Tuy nhiên, tâm sở nhất hành ở trong ngũ sông thức, tức là trong tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, tân thức, công thiền, và không có mảnh pháp đồng sanh bằng thiện na duyên. Chứ không phải lúc nào cái tâm sở nhất hành nó cũng đều trợ cho các pháp đồng sanh bằng thiện na duyên hết. Xem coi cái sở hữu nhất hành đó nó tương ứng với tâm nào, rồi chúng ta muốn quyết định là nó có trợ cho pháp đồng sanh bằng thiện na duyên hay không. Cũng như khi chúng ta nói đến sở hữu thọ, tâm sở thọ, tức là thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả, cái tâm sở thọ khi nó trợ cho các danh pháp đồng sanh và các sắc tâm thì cũng trợ bằng cách là thiện na duyên, bởi vì nó có mãnh lực, nó đốt phá cái pháp đối lập. Thí dụ như thọ hỷ sanh khởi thì thọ ưu vắng mặt, mà thọ ưu sanh khởi thì thọ hỷ vắng mặt.
Hai cái đó giống như là lửa với nước gì, nó xuất hiện với nhau. Và do đó chúng ta gọi đây là thiền na duy. Chúng ta e rằng là Phật tử chúng ta không bỏ được cái quan niệm thưởng thức. Nên khi mà nghe giảng như thế này, quý vị sẽ một là không chấp nhận, hai là quý vị sẽ thuật lại, nói lại cho người khác nghe, nói rằng chúng tôi giảng dần 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 rồi chúng tôi bỏ mất cái ý nghĩa của thiền na đi. Chứ thiền ở trong Phật giáo không phải trong những phần của kinh Tạng, khi nói đến thiền thì chúng ta chỉ nói đến chi thiền ở trong cái tâm thiện hay tâm quả tâm tố sắc giới và vô sắc giới thôi. Nhưng mà khi chúng ta nói đến thiền na ở trong thắng pháp, thì na duyên trong thắng pháp, thì những cái chi thiền nó xuất xứ từ những cái chi pháp nào, thì các cái chi pháp đó nó có mặt ở trong tâm nào, thì nó sẽ trợ cho các giải thoát đồng sanh và các cái sắc tâm đồng sanh bằng cái lực thiền na duy. Cho nên ở đây chúng ta phải chú ý và ghi nhớ. Ở đây trong có cái lúc duyên trợ của thắng của tóc yếu A Tỳ Đàm đó, thì chỉ định nghĩa và giải thích sơ lược một cách tất yếu vì duyên thôi, chứ không có nói rộng rãi chi tiết về những câu yếu tri hay là tố hợp hiệp lực như là được trình bày ở trong cái phần duyên hệ đại cương. Một cái quyển sách duyên hệ đại cương thì sách đó sẽ trình bày cho quý vị rõ những cái chi tiết như là chi pháp hay là những câu yếu hiệp, những hiệp lực hoặc là tổ hợp na quý sapha gác hay là phần văn ha yêu trì, chúng ta không có nói đến. Mình từ nói như vậy nhưng mà quý vị đã thấy là khó khăn rồi, chứ nếu mà học chi tiết nữa thì chắc là quý vị nuốt không trôi rồi. Rồi thứ 18 là chúng ta nói về đồ đạo duyên. Cái chữ đồ đạo là tại vì nếu mà chúng ta nói đạo duyên thì nó cục ngủ, cho nên chúng ta thêm chữ đồ, chữ mắt giá, chữ mắt giá là đường, đồ cũng là con đường. Thí dụ như khi chúng ta nói trường đồ tri mã lực, đường dài biết sức ngựa, như vậy chữ đồ đó thì có nghĩa là con đường, đạo cũng có nghĩa là con đường. Chúng ta nói độc đạo
hay là sạn đạo, chúng ta đều xài chữ đạo có nghĩa là con đường hết. Nói lại thì xem ra nó thừa một chữ, nhưng mà bây giờ thì chúng ta cứ xài để cho duyên nào chúng ta cũng nói từ hai đến nhiều chữ trở lên, chỉ dễ đọc, chỉ dễ thôi. Như thay thì nó thì duyên, thì bây giờ chúng ta đọc âm cho đủ là thiền na duyên, hai chữ. Đạo duyên hay đồ duyên thì nghe nó cục ngủ, thế thì chúng ta phải nói đồ đạo duyên. Thì cái chữ đạo đó, chữ mắt gá, thì chúng ta thường nghe nói bánh chánh đạo như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Còn tà đạo tức là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà định, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Thì ở trong kinh Tạng thì cũng nêu đủ bất chánh đạo và bất tà đạo, nêu đủ. Nhưng mà ở trong thắng pháp á, thì chúng ta lại lấy gọn chi pháp. Những cái chi đạo nào mà có cái chi pháp rõ ràng thì chúng ta mới nêu ra. Chứ quý vị đừng có nói rằng là khi nói đến chi đạo thì ở trong thắng pháp kể thiếu. Chẳng hạn như là hãy nói đến chánh đạo thì có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nhưng mà nói đến tà đạo thì không có kể. Nói đến tà đạo thì chỉ kể có tà kiến không, nhưng không phải như vậy. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ phân tích cái chỗ này cho quý vị nghe. Bây giờ chúng ta nói đến chi đạo thứ nhất, cái cặp chi đạo chánh kiến tư duy, chánh kiến tà kiến. Thì chánh kiến là tâm sở trí tuệ, và tà kiến là tâm sở tà kiến. Hai chi pháp nó rõ ràng và nó cách xa. Sở trí tuệ thuộc tâm sở tình hảo, và sở tà kiến là tâm sở bất thiện, nó khó. Cho nên chúng ta kể như là hai chi pháp, hai chi đạo. Chánh tư duy và tà tư duy nó đều có chung là tâm sở tầm. Nhưng mà tâm sở tầm mà hiệp với cái tâm thiện đó, hiệp với tâm thiện hay là tâm tình hảo thì chúng ta gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy samma-sankappo. Nhưng mà cũng sở hữu tầm, nhưng mà tâm sở tầm mà hiệp ở trong cái tâm bất thiện thì chúng ta gọi là tà tư duy. Không lẽ chúng ta kể chi pháp, chúng ta nói tầm tầm. Cho nên chúng ta chỉ cần nói tầm là đủ rồi. Chi tầm, chi đạo tầm là biết là chánh tư duy là tư duy. Chánh ngữ với tà ngữ. Chánh ngữ ở đây cái chi pháp rõ ràng là tâm sở chánh ngữ, nó thuộc về tâm sở tình hảo, biệt cảnh.
Nhưng mà đối với tạng ngữ thì có chi pháp riêng. Mà ở đây chỉ nói cái tổng quát, tức là cái tâm và tâm sở bất thiện nó sinh ra cái lời nói quấy, thì như vậy cái đó gọi là tà ngữ, tức là nói chung chung như vậy. Bởi vì chúng tham, tham cũng nói dối được, mà khi sân cũng nói dối được, mà si mê cũng nói dối được. Nói dối nó đâm thọc, nó độc ác, nó vô ích. Thì cái tà ngữ đó không có chi pháp rõ ràng, không có chi pháp riêng biệt. Nó đúng hơn là không có chi pháp riêng biệt. Vì vậy cho nên không có kể vào đây. Cũng vậy, chánh nghiệp Sama-kamanta hay là Sama-kamanto chia theo chủ cách số ít. Thì chánh nghiệp có tâm sở riêng biệt, nhưng mà tà nghiệp thì không có tâm sở, không có chi pháp riêng biệt. Và tà nghiệp ở đây tức là cái hành động sai quấy. Mà cái hành động sai quấy này thì do cái pháp, do tâm bất thiện nó sản sinh ra, nó sưu ký cho hành động. Thì như vậy vì pháp thuộc về chánh nghiệp á thì có, nhưng mà chi pháp thuộc về tà nghiệp thì chúng ta không có kể được, bởi nó không có chi pháp riêng biệt. Chánh mạng và tà mạng thì chánh mạng đây là Samma Achivo. Ở trong bài của chúng ta đánh sai cái chữ Avicca, Avicca sai vì Samma Achivo. Samma Achivo, nhưng mà bây giờ không biết ai sửa cái đó được, bây giờ thôi kệ bỏ qua đi. Thì chánh mạng và tà mạng đó, chánh mạng có chi pháp rõ ràng, một cái chi, một tâm sở trong ba tâm sở giới phần. Nhưng mà tà mạng thì nói chung là cái pháp bất thiện, nuôi mạng cách trực bất chính. Dạ, xin cảm ơn cô nhiều mình. Cho nên chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng thì chúng ta không có kể chi pháp của tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, mà chúng ta chỉ kể chi đạo là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thôi. Bây giờ chúng ta nói đến chánh tinh tấn, tà tinh tấn. Chánh tinh tấn cũng là tâm sở cần, mà tà tinh tấn tâm sở cần. Viriya chetasika, mà tâm sở cần, cần mà nó hiệp ở trong cái pháp tịnh hảo, tức là tâm thiện, tâm tố, thì chúng ta gọi là tâm thiện, tâm tố, tâm quả. Thì chúng ta gọi là chánh tinh tấn. Còn khi mà tâm sở cần mà nó phối hợp ở trong cái tâm bất thiện thì nó là tà tinh tấn. Cho nên chúng ta kể một chi pháp chánh niệm, tà niệm. Giữa cái chánh niệm, tà niệm thì chánh niệm có chi pháp, tức là tâm sở niệm. Vì tâm sở niệm nó thuộc về tâm sở tịnh hảo, Supana Chetasika. Do đó cho nên chánh niệm thì có chi pháp. Còn tà niệm thì tất cả pháp bất thiện, tức là tâm bất thiện, nó đều là tà niệm cả. Cho nên chi pháp này đối với chi đạo mà thuộc về bất thiện thì không có.
chánh định, tà định. Chánh định, tà định đây đều có chung cái sự tâm sở nhất hành, tức là cái sự gom tâm. Mà hễ cái sự gom tâm, cái sự định tâm ở trong tâm bất thiện đó thì gọi là tà định. Còn cái sự định tâm ở trong cái tâm thiện hay là cái tâm tịnh hảo nói chung thì gọi là chánh định. Và nếu mà chúng ta suy ra đó thì nói được về chi đạo á, chúng ta vừa học vừa rồi đó, tức là trong samuchá sangha, tức là toát yếu tương tập, trong đó chi đạo là chúng ta nói 12 chi đạo, 12 chi là chánh duy, tà tư duy. Dù sao đi nữa thì tà tư duy cũng có chi pháp là tâm sở tầm, chánh tư duy cũng tâm sở tầm, cho nên chúng ta kể như hai chi pháp. Trên tinh tấn, tà tinh tấn, chúng tôi cũng kể hai chi pháp, bởi vì ở sở hữu cần bên này, sở hữu cần bên kia. Cho nên khi mà chúng ta nói về hai chi đạo đó là chúng ta kể luôn bát chi đạo, tà tinh tấn, tà tư duy và tà định, thêm cái tà kiến nữa thành ra bốn cộng tám thành 12. Nhưng mà nói theo trong duyên hệ đó thì chúng ta chỉ kể có chín thôi, là lý do tại sao là chánh tinh tấn, tà tà tư duy, hay là chánh định, tà định đều có chi pháp chung, tức là tâm sở cần, tâm sở nhất hành. Tâm sở tâm và tà kiến. Thì khi mà chúng ta phân tích như vậy, chúng ta mới hiểu được cái lý do tại sao có khi chi đạo nói 16 cái chích là phân tích như vậy. Bởi vì khi mà giảng dạy mà trình bày không có rõ đó, thì lúc bây giờ các Phật tử chúng ta sẽ thắc mắc, rồi chúng ta sanh ra hoài nghi, cho nên chúng ta phải. Nhưng mà ở đây chúng ta nhớ thế này, cũng cái đồ đạo duyên nó cũng dễ, bởi vì năng duyên ở đây tức là chính sở duyên, tức là chính nó sợ cho sở duyên, tức là tướng danh quẩn đồng sanh với chi đạo. Trong tướng danh quẩn đồng sanh chính chi đạo đó, nó gồm có nhóm thiện, nhóm bất thiện, nhóm vô ký. Cho nên chi đạo mà thiện trợ cho pháp và trợ cho ký, tức là sắc tâm bằng đồ đạo duyên. Mà chi đạo bất thiện cho cái danh và vô ký, thì cũng gọi là đồ đạo duyên. Cái chi đạo vô ký trợ cho danh vô ký đồng sanh và sắc vô ký đồng sanh, gọi là đồ đạo duyên. Chúng ta phân như vậy. Nhưng mà chúng ta chú ý một điều là
riêng về tâm sở nhất hành đó, nó hiệp ở trong tâm 18 tâm vô nhân thì nó không thành chi đạo, không có mạnh lực trợ pháp động sanh bằng đồ đạo duyên. Nhưng mà cái này chúng ta phải xem bài, chứ nói không thì chúng ta khó nhớ. Mặc dù tâm sở nhất hành thì nó có mặt trong đủ 51 tâm, nhưng mà nó không phải lúc nào cũng là chỉ trợ bằng cách đồ đạo duyên. Cũng như tâm sở tầm và tâm sở cần, khi mà anh hiểu trong tâm ý giới vô nhân thì cũng không. Tại sao chúng tôi thắc như vậy? Quý vị sẽ thắc mắc, nếu như vậy thì thôi, nếu tâm sở nhất hành, tâm sở tầm, tâm sở cần ở trong tâm vô nhân không thành chỉ đạo được rồi. Nhưng không, thưa quý vị, bởi vì tâm sở nhất hành thì nó có, thì nó phối hợp với ngũ sung thức được, cho nên trong 18 tâm phu nhân được. Còn tâm sở tầm nó không có mặt ở trong ngũ sung thức. Tâm sở cần nó không có mặt ở trong ngũ sung thức, cho nên hãy lấy riêng ra. Chỉ có như vậy. Rồi bây giờ chúng ta lại nói đến duyên thứ 19, là trong duyên Samyuttapaccaya. Hôm trước có lần này, học về câu sinh duyên, chúng tôi đã nói với quý vị là trong cái pháp thì nhiều khi năng duyên trợ cho sở duyên bằng cách câu sinh. Câu sinh có hai trường hợp, có ba trường hợp. Năng sở đồng sanh với nhau, chỉ đồng sanh thôi, chỉ câu sanh thôi, chớ không có tương ưng. Hoặc đồng sanh mà tương ưng. Năng sở có thể đồng sanh tương ưng và hỗ tương, nhưng mà có khi đồng sanh và hỗ tương nhưng mà không có tương ưng. Những cái từ này chúng ta học, mà chúng ta nói đến chúng ta nói đến khatana, tức là hiệp lực, hay là sapha là tổng hợp, thì chúng ta sẽ cái trường hợp này, nhất là hiệp lực khatana. Liên tục sinh với sắc y vật tái tục trong lúc mà tục sinh đó, lúc mới hình thành, thì tục sinh này với sắc y vật này nó trợ nhau bằng cách là câu sinh duyên, hỗ tương duyên được, nhưng mà danh sắc không thể tương ưng tương duyên được, mà nó là câu sinh hỗ tương mà bất tương ưng. Còn một danh quẩn trợ ba danh quẩn, ba danh quẩn trợ một danh quẩn, hai trợ hai, vân trợ tưởng hành thức, trợ cho thọ, vân vân. Thì cái trường hợp mà bốn danh quẩn trợ lẫn nhau đó, chúng ta nói là câu sanh hỗ tương và tương ưng. Cho nên khi mà chúng ta học về tư duyên đó, thì chúng biết đây là mãnh lực trợ là hòa quyện với nhau. Chỉ danh quẩn với danh quẩn mới tương ưng với tương duyên với nhau thôi. Nhưng mà danh quẩn đồng sanh với nhau trong một sắc na mới là tương ưng với nhau. Ngày hôm qua
Ngày hôm kia khi mà chúng ta học về Bali Vua Địa học, chúng ta có học những cái câu dược hành Araha Di Vuna Sang Yut Tăng Quốc Thăng Sirasa Namam, thì chúng tôi có nhắc với quý vị cái chỗ đó đó, Vuna Sang Yut Tăng, chúng tôi không dịch là đảnh lễ Đức Phật, vị tương ưng với những ân đức như là trọn lành vân vân, như là ứng cúng vân vân, chúng ta không về thể dịch tương ưng. Mặc dù có cái chữ đó có nghĩa là phối hợp, nhưng phải nghĩa là có thôi. Còn ở đây khi mà chúng ta nói xong chú tắp ở trên giá thì chúng ta phải dịch nghĩa rõ là tương ưng, danh với danh, tương ưng với nhau. Thì khi mà chúng ta học về tư duyên thì nó đơn giản, bởi vì chỉ danh pháp và danh pháp đồng sanh với nhau mới là tương ứng nhau. Như là nước với sữa hay nước với đường, nó hòa quyện với nhau, lẫn nhau được. Nó hòa tan với nhau, nói đúng ra là chúng ta gọi là hòa tan với nhau. Nước với đường hay nước với sữa nó hòa tan. Nhưng mà trong một ly chè, một ly cốc tay chẳng hạn, thì những cái trái cây mà người ta sắc nhỏ, người ta thái nhỏ ra, người ta bỏ vào cái ly cốc tay đó, người ta bỏ vào ly nước đường, nó có cái hương vị hòa quyện với nhau. Nhưng mà những cái miếng trái cây đó nó không có hòa tan với nước được, cho nên đây gọi là câu sanh mà bất tương ưng. Chúng ta nhớ chữ đó chút xíu, chúng ta học học liền bây giờ đi. Cái trường hợp này chúng ta vẫn có cái thí dụ khác về tương ưng với bất tương ưng. Để giảng xong cái bất tương ưng, chúng tôi sẽ nói với quý vị. Bất tương duyên, duyên thứ 20 đó, là sự trợ giúp nhau nhưng không hòa quyện với nhau. Thì bất tương ưng trong trường hợp này đó, là chúng ta phải hiểu nó là đồng sanh. Cho nên đồng sanh có hai cách, đồng sanh là tương ưng, đồng sanh là bất tương ưng. Thì khi nãy chúng ta nói đồng sanh và tương ưng là chỉ nói bốn nhân quẩn thôi. Còn khi mà nói đồng sanh và bất tương ưng đó, thì tôi nói có những cái trường hợp, thí dụ như trong cái lúc tục sinh, trong cái lúc tục sinh và sát na tái tục, sát nghĩa và sát ý vật, sát nghĩa ý vật và tâm quả tái tục nó đồng sinh với nhau, nó bất thì đường với nước nó hòa tan, nó tương ưng được. Nhưng mà những cái miếng trái cây ở trong đó thì nó không có tương ưng. Hai cái này chúng ta gọi là
gọi là bất tương ưng. Câu sinh bất tương duyên, vật tiền sinh bất tương duyên, vật cảnh sinh bất tương duyên. Hồi nãy ở trong bài chúng ta đã học kỹ cái này rồi. Câu sinh bất tương duyên là như tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký. Pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký mà nó trợ cho 17 sắc tâm, như là đi, đứng, nằm, ngồi, cười, khóc, nói, vân vân. Thì nó trợ cho sắc tâm, thì tâm và sắc tâm nó đồng sanh với nhau, nhưng mà bất tương ứng, nó không thể nào hòa quyện với nhau được, không thể nào hòa hợp với nhau được. Hậu tùy sanh bất tương ưng, vật tùy sanh bất tương như là năm sắc thần kinh, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, ý vật, nó làm chỗ nương sanh cho tâm nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức. Cái này gọi là đồng sanh mà bất tương ưng. Còn vật cảnh tiền sanh bất tương duyên thì nó cũng giống như là vật tiền sanh vậy, nhưng mà chỉ giới hạn là năng, ở đây tức là sắc y vật. Bởi sắc y vật làm cảnh được cho tâm lúc sắp chết. Chúng ta học cái này chúng ta cũng phải chú ý, có đôi khi chúng ta đừng nghĩ rằng là ở trong lúc làm chung mà chúng ta bám vào cái sắc y vật, bám vào cái sự sống đó, thì như vậy nó gọi là nó lý thuyết cái cuộc sống không phải. Khi chết, nhưng mà lúc đó đó nằm chờ chết đó, thì chúng ta có chánh niệm theo hơi thở ra hơi thở vào, hay là chánh niệm với cái sự thôi thớt, với cái nhịp đập của trái tim. Thì như vậy cái chánh niệm nó cũng là tốt thôi. Chỉ trừ trường hợp khi nào mà chúng ta, một người mà họ gần chết mà họ lấy cái nhịp đập của trái tim, cái sự thôi thớt đó, nó làm cảnh trưởng, gọi là vật tiền sanh trưởng duyên đó. Thì trong trường hợp này thì chúng ta mới nói là có cái sự tham luyến bám biếu vào cái sự sống, tức là các cái vật phận tử làm cảnh để trợ cho vật cảnh để sanh truyền trưởng duyên, là nó trợ cho tám tập tham. Cái này chúng ta không cần phải tu tập, nhưng mà vật cảnh tiền sanh bất tương duyên thì chúng ta tu tập chánh niệm vẫn được như thường. Hình như cái này hơi quá cao, hay là chúng tôi nói nhanh quá quý vị nghe không kịp. Thật cứ cho là chúng tôi nói nhanh quý vị nghe không kịp đi. Rồi nói về danh pháp trợ cho sắc pháp bằng bất tương ương duyên đó, thì chúng ta không phải có ba mà chỉ có hai. Trường hợp câu sanh bất tương duyên, danh trợ sắc ở đây đó là để chỉ cho cái tâm thiện hay tâm bất thiện là vô khí, nó trợ cho sắc tâm. Và sát na tái tục, tâm quả tái tục, nó cũng trợ cho sắc y vật tái tục bằng cách là danh trợ sắc bằng bất tương duyên. Rồi hậu sanh duyên, cái hậu sanh duyên này đúng ra chúng ta phải học cho kỹ một xíu, là
Khi mà sắc pháp nó sân khởi, nó chưa có diệt mất liền mà nó phải diễn biến trải qua 17 sắc na tâm rồi nó mới diệt. Như vậy khi nó sanh khởi, nó đồng sanh với tâm nào, tâm đó bảo trì nó chút xíu thôi. Nhưng mà rồi cái sự bảo trì sắc bọn sắc pháp đó tiếp tục cho đủ cái tuổi thọ và sẽ nắm sau 51 sắc na tiểu là do nhờ các cái sắc, do nhờ các sắc na tâm khác sẽ sanh để nó trợ giúp. Cho nên chúng ta gọi đó là hậu sinh viên. Thực ra đó, thì trong cái hậu sinh viên, các bậc tiền bối cho một cái thí dụ cũng về trường hợp mà nhà cửa trang hoàng trước với cái lý do là ngày mai sẽ có những nhân vật quan trọng về bị làm, cho nên những nhân vật quan trọng đó, những yếu nhân đó là năng giúp cho sở bằng cách là hậu sinh duyên, nó chưa có nhưng mà đã trợ giúp rồi. Thí dụ đó là cổ điển thôi, nhưng mà ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là chi pháp không phải là như vậy, mà chi pháp ở đây tức là những cái sắc pháp mà nó đã sanh rồi mà nó được tồn tại đó là do nhờ những cái tâm sẽ sanh. Nhiều khi ở trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, cha mẹ sanh ra mình rồi cha mẹ chết đi thì mình sống được, mình sống nương nhờ nơi những người ở trong xã hội, mà những người trong xã hội đó họ sẽ đến để họ nâng đỡ, họ giúp chúng ta mà họ chưa có mặt, thì chúng ta được tồn tại cho đến khi già, khi chết là do nhờ bà con láng giềng họ sẽ hỗ trợ cho chúng ta. Chứ khi mới sinh ra chúng ta đâu có biết là bao nhiêu người sẽ nuôi dưỡng, hỗ trợ cho chúng ta trong đời sống đâu, chúng ta đâu biết. Nhưng mà nguyên lý hậu sinh duyên thì bao giờ cũng có mặt. Nguyên lý hậu sinh duyên bao giờ cũng mặt. Cái pháp nào nó sinh khởi, cái hạt giống được gieo xuống và người ta phủ đất lên trên, và hạt giống đó nó đang nảy mầm, đang mọc rễ ở dưới lòng đất, nhưng mà cái hạt giống này nó được hậu sinh duyên bằng cách là ít lâu sau khi mà cái mầm đó mà nó trồi lên khỏi mặt đất ấy, thì nhờ cái ánh nắng của mặt trời nó làm cho cái thân lá nó tăng trưởng cái nhiệt độ tốt để mà nó mọc xanh lên, tươi tốt lên, nó trưởng thành nhanh lên. Thì cái ánh nắng mặt trời đó chúng ta gọi là năng duyên, giúp cho cái chồi non ở trong lòng đất sẽ được tốt trong tương lai bằng cách là hậu sinh duyên. Một vài cái thí dụ vậy để cho chúng ta thấy. Cho nên khi ở đây đó, về hậu sinh bất tương ương duyên là chúng ta phải nhớ là tâm sẽ trợ cho sắc nó sanh trước rồi và nó sẽ tồn tại cho đủ tuổi để nó diệt nhất đi, nhưng mà danh với sắc nó không có hợp nhau cho nên gọi là bất tương ưng.
Nên bây giờ chúng ta học hai duyên, hai cặp duyên, tức là số 21 và chúng ta học cái số 24, số 21 và số 24. Hai lúa tức là áp thiết bất chi giá là hiện hữu duyên. Ngao dứt sở bằng mãnh lực, có mặt đồng thời. Thì như vậy gọi là hiện hữu duyên. Như là một người họ cho cơm đến, họ thức lễ cơm đến người khác, thì cái người thiết đãi đó họ phải có mặt đồng thời với cái người được thiết đãi, chúng ta gọi là hiện hữu duyên, nó phải có mặt đồng thời với nhau. Hay nói một cách khác, một cái bàn hay một cái có bốn chân, thì hai chân trước cho hai chân sau bằng cách là nâng đỡ để cho đứng, hai chân sau giúp cho hai chân trước, ngược lại, thì cả bốn chân này khi mà nó trợ nhau thì cả năng và sở đều phải có mặt với nhau, chứ không thể nào có hai chân rồi hai chân kia sẽ ra sau mà bây giờ hai chân này nó đứng lên được. Cho nên chúng ta gọi đó là hiện hữu duyên. Nhưng mà trong cái hiện hữu duyên thì Chánh Tạng giải thích Pali dài lắm thưa quý vị, nhưng chúng tôi đã dịch ra cái nghĩa đó rồi. Biến ngữ vi phi sắc trợ lẫn nhau bằng cách hiện hữu duyên, tức là thọ tưởng hành thức nó trợ lẫn nhau bằng cách hiện hữu duyên. Bốn sắc đầy hiển trợ lẫn nhau bằng cách hiện hữu duyên, tức là đất nước lửa gió nó cũng trợ 1:3, 3:1, 2:2 bằng cách hiện hữu duyên vậy. Và với sát na tục sinh danh sắc trợ lẫn nhau bằng cách hiện hữu duyên, tức là cái tục sinh và sắc gì tái tục sắc khác mà để tạo ra thân này đó, bằng cách là duyên. Các pháp tâm và tâm sở trợ cho sắc tâm cũng cách hiện hữu duyên. Mà sắc đại hiển là bốn đại sắc tứ đại trợ cho 24 sắc ấy sinh cũng bằng cách là hiện hữu duyên. Cái này thì cũng dễ hiểu thôi thưa quý vị. Nhưng mà cái này chúng ta gọi là câu sanh hiện hữu duyên. Còn nhãn xứ trợ nhãn thức vân vân bằng cách hiện hữu duyên thì chúng ta gọi đây là vật tiền sanh hiện hữu duyên. Rồi sức xứ trợ cho tâm nhãn thức, tức là cảnh sắc trợ cho con mắt đó, thì gọi là cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Mặc dù năng duyên nó phải có mặt trước, nhưng mà nó trợ cho sở duyên mà cách là hiện hữu đồng thời. Cũng giống như bây giờ chúng ta nói, người mẹ nuôi con, thì người mẹ đang có mặt với đứa con, mới gọi là người mẹ nuôi con.
hay là người mẹ cho con bú. Thế nhưng khi hỏi người mẹ đang nuôi con, đồng thời có mặt vị người mẹ với con đồng sanh phải không? Không, không phải. Không phải là đồng sanh, người mẹ phải sanh trước. Sanh trước cách đây cũng lâu rồi, 18, 20 năm. Rồi năm 21 tuổi mới có con thôi. Hay 18 tuổi mới có con. Hiện vậy có tiền sanh, nhưng mà dứt quá thì gọi là hiện hữu. Hiện hữu duy. Chúng ta đi đến một cái vùng đất mới, có những người dân họ đến ở trước chúng ta rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta mới đến lập nghiệp thì chúng ta nhờ bà con lối xóm giúp đỡ. Thì trong lúc giúp đỡ cất nhà cất cửa hay lúc chúng ta bệnh hoạn mà họ đến họ tiếp giúp, thì giúp bằng cách là hiện hữu duyên, họ có mặt. Nhưng mà hỏi ra đó thì họ là tiền sanh, là bởi vì họ có mặt ở đây trước mình. Cho nên những cái thí dụ đó chúng ta cần phải lưu ý để mà chúng ta học. Thì hiện hữu duyên như thế nào? Thì bất ly duyên cũng như thế ấy. Bởi vì hiện hữu là bất ly là hiện hữu. Không vắng mặt có nghĩa là có mặt, mà có mặt có nghĩa là không vắng mặt. Cho nên duyên thứ 21 với duyên thứ 24 nó trùng nhau. Bây giờ chúng ta nói đến vô hữu duyên. Có nhiều khi trong cuộc sống thưa quý vị, không phải là cái này giúp cho cái kia, trợ cho cái kia bằng cách là đồng có mặt đâu, có khi trợ cách có mặt. Ví dụ như ở trong vô nhân duyên đó, cái sát na trước trợ cho sắc na tâm sao sanh khởi bằng cách là vô gián duyên. Tâm trước diệt rồi mới trợ cho tâm sao. Thì như vậy rõ ràng là nữ phấn nó mới giúp cho cái sắc na tâm sao sanh lên được. Thì như vậy gọi là vô hữu, nó không có mặt. Ông chủ nhà kia, ông đang ở trong nhà thì người khác đến cùng làm chủ nhà không được. Chỉ khi nào ông chủ nhà trước đó, ông bán nhà đã đi, ông đi chỗ khác hay là ông chết, thì lúc bây giờ người thứ hai mới đi đến ở căn nhà đó. Thì như vậy ông chủ nhà trước giống như sát na tâm trước nghiệt rồi, thì ông chủ nhà sau đó giống như sát na sanh kế tiếp, nó mới có mặt, nó mới sanh lực. Thì như vậy nó trở bằng cách là vô hữu duyên. Chúng ngồi mà chúng ta suy xét đó thì chúng ta sẽ tìm ra được rất nhiều cái thí dụ về các cái duyên hệ. Chứ không thể nào mà chúng ta chỉ nghe giảng một lần với những cái thí dụ đưa được lặp đi lặp lại một cách theo truyền thống rồi chúng ta có thể hiểu được bài, mà tự chúng ta phải sáng kiến để chúng ta suy nghĩ thêm những cái chiêu pháp đó. Ngày xưa đi học với Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự đó thưa quý vị, Ngài thí dụ cho một vấn đề,
Sau này thí dụ xong cái nhà mới chỉ định ông sư này, ông sư này, ông sư này, hay là ông thiện nam này, bà tính nữ kia, lên thí dụ xem coi. Nhưng mà đừng thí dụ những gì mà sư mới vừa nói nghe, rồi bắt đầu mình ngồi mình suy nghĩ trong giây lát, rồi mình lên bạch với ngài vấn đề này theo con hiểu, con có cái thí dụ như sau, rồi mình nêu lên. Ngài nói ờ cũng tạm được, như vậy là thí dụ đó tốt. Còn khi mà ta học trò mà đưa cái thí dụ lên, ngài lắc đầu, ngài nói cái đó thí dụ nó không có sát thì vậy thôi, chúng ta phải tìm cái thí dụ khác. Ngài muốn người học trò là phải biết vận dụng cái trí tuệ để tự tìm cái thí dụ mà hiểu bài, chứ không phải nghe ông thầy giảng sao mình cứ học y chang như vậy. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải chú ý là vô hữu duyên chỉ đơn giản là sát na tâm trước trợ cho diệt, rồi mới trợ cho sát na tâm sau sanh khởi, gọi là vô hữu duyên. Mà cái gì là vô hữu, tức là không có mặt á, có nghĩa là ly khứ, là lìa xa. Không có mặt có nghĩa là vắng mặt, không có nghĩa không có mặt tức là vắng mặt hay là lìa xa. Do đó duyên thứ 22, 23 giống nhau, nó trùng nhau. Ở trong Tích Tạng giải thích thì y chang như nhau, tức là nhớ đến Nathipachiyoti thì ngài cũng dẫn chứng là Samanantara Nirutha Chisika Thamma Patupanana. Là tâm sở nghĩa là sát na tâm trước diệt, trợ cho cái sát na tâm sau sanh lên bằng cách là vô nhân duyên. Thì khi mà nói đến ly khứ duyên đó, thì ngài cũng giải thích cũng Samanantara nguyên người ta Chittachetiska Thamma vân vân, ngài cũng dễ thích. Nhưng chỉ khác ở chỗ là nói đến vô hữu thì ngài chỉ xài cái chữ Nirutha, tức là vừa diệt. Ở đây Saman còn ly thức thì ngài từ gọi là Samanantara Chetasa, là tâm và tâm sở. Nếu vắng mặt cho tâm sở ở sau sanh lên, như vậy thì của hai bốn viên. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa hết về duyên trợ, duyên hệ, là bởi vì chúng ta còn phải phân theo bậc. Chúng ta còn nhiều chi tiết khác mà chúng ta sẽ học vào thứ tới. Bây giờ thì xin được cho cái buổi giảng vi diệu pháp, cái môn thắng pháp ở đây. Tiếp theo xin được xin thỉnh và thượng nhất cùng chư tôn đức giúp cái phần còn lại chia sẻ thêm về bài học tám duyên này. Nam mô Bổn Thầy.
cái kinh của thượng tiền sư với bài giảng vừa rồi. Đi sẽ thỉnh sư huynh nghỉ, phần còn lại sẽ để và chư tăng sẽ tiếp tục. Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục học về những duyên hệ, và trong những duyên hệ này có một vài cái duyên mà tương đối rất là quen, như là thiền duyên, đạo duyên. Nhưng mà những duyên này lại được nhìn qua một cái lăng kính khác. Thứ nhất là chúng ta đề cập đến thiền duyên. Và đây cũng là một cái bài học cho cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì như chúng ta biết là chữ thiền trong cái ý nghĩa sâu xa đó, là nó có cái tính cách thiêu đốt cái pháp đối lập. Nó cũng giống như là trong những cái thứ mà chúng ta dùng để rửa, thì thưa quý vị, có những thứ như nước á, thì đã chỉ rửa bay đi, nhạt nhòa đi. Nhưng mà ngày hôm nay cái loại hóa chất khi để vào nó rửa, thí dụ như là mình nói xà bông thì nó trị mỡ, nó có những trị là nó đối trị hẳn hồi, nó tiêu diệt hẳn hồi. Thì ở đây cái bài học mà chúng ta học là chữ thiền, và trong cái cách định nghĩa của kinh tạng và của pháp hành thì chúng ta chỉ chú trọng đến những cái thiền chi, và những cái thiền chi này có cái công năng đối trị năm cái gọi là ngăn ngại. Ví dụ như là định là sự tập chú, thì nó đối trị với tham, đó là cái sự phan viên đi tìm thổ, những cái sự thỏa mãn chỗ này về chỗ kia. Hay là chúng ta nói là lạc á, thì nó đối trị cái gọi là trạo hối. Chúng ta nói tứ thì nó đối trị cái nghi hoặc lưỡng lự phân vân. Tứ sắc son, sự bám sát, thì nó đối trị với cái gì? Nó đối trị với cái sự phân vân lưỡng lự. Và chúng ta nên hiểu rằng thắng pháp là một cái mục tiêu của tôn giáo mà mang tính cách khoa học, vượt khỏi những cái định lệ, những cái nhìn nó mang tính cách là tôn giáo, luân lý đạo đức. Tại sao chúng ta nói điều này? Là tại vì khi mà chúng ta học bài học hôm nay, quý vị đã nghe giảng về chữ thiền đó, thì ở trong đó chúng ta có đề cập đến một cái trạng thái gọi là thọ. Thọ ở đây thưa quý vị, nó có 5 cái cảm thọ, là khổ, lạc, ưu, hỷ. Thì khi mà chúng ta nói về năm chi thiền đó, thì lạc và xả nó thuộc về thọ. Lạc như chúng ta nói đó, là cái gọi là hối hóa hay là trạo hối, sự dao động hối hận. Một khi tâm thiền đã đạt đến mức độ gọi là xả niệm thanh tịnh, đạt đến cao điểm rồi đó, thì nó trở về với trạng thái sạch, là cái siêu tục Phật tử mà lần đầu tiên mới học lái xe thì rất thích lái, muốn lái lắm. Nhưng một khi mà quý Phật tử đã lái nhiều rồi thì quý vị cũng lái xe, nhưng mà lái cái tâm an nhiên gọi là xả.
Và nếu chúng ta để ý ở thiền thì lại có thêm một cái chi thiền khác, đó là thọ ưu. Tại vì thọ ưu luôn đi với tâm sân. Nhưng mà thọ ưu này đó, nó lại có cái khả năng cái thọ hỷ. Hello, dạ chú Pháp Luân. Dạ. Dạ, được. Có danh sách rồi cô. Dạ vâng. Dạ, được. Xin lỗi quý đạo hữu, không biết quý vị có nghe được không? Thì thưa quý vị, có lẽ là quý vị nào đọc trong kinh Đế Thích Sở Vấn, những câu hỏi đạo của Đức Đế Thích, thì Đức Phật Ngài cũng dạy rằng có những thọ ưu nên thân cận. Lấy ví dụ như là Ngài Giá Xá, Ngài là một công tử giàu có. Khi những buổi chiều rất là đẹp đẽ, nhảy với những điệu múa rất là quyến rũ, nhưng mà buổi tối khi mà mệt quá nằm ngủ lăn ra thì hình ảnh không đẹp đẽ chút nào hết. Thì Ngài cảm thấy Ngài chán nản. Sự chán nản cùng cực khi nhìn thấy cái mặt cái. Hay là một cái người thương một người mà người đó nhìn thấy với nhau mà thấy cái mặt trái thấy nản quá, thì cái nản đó đó đôi khi nó nếu nó đúng chỗ đó, nếu nó đặt đúng hướng đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái gọi là yểm ly. Cái yểm ly là một chữ khác, chúng ta sẽ gì yểm ly thì nó sang hơn. Cái tâm yểm ly đó là tâm của vua ta. Khi mà đi dạo bốn cửa thành, Ngài nhìn thấy già, bệnh, chết và một tăng. Thì như vậy, khi nói về cái pháp đối trị đó, thì không phải chỉ có tầm tứ hỷ lạc định, mà giai đoạn không phải là thiền, chúng ta đó là thọ ưu đó, nó vẫn có lớn và tác dụng lớn lắm. Một như ngày Mahāla, ngày đi quán tử thi đó, có một cái người, có cái duyên đặc biệt là có cái người giữ bãi thăm là có một con nhà giàu mới vừa mất và họ đem không giữ trong nhà lâu, người chết bãi tha ma để liền thử việc. Tại người chết họ không có đóng quan tài như chúng ta. Và ngày đến ngày quan sát thì ngày đến ngày nhìn một cái cô gái rất đẹp, đẹp nổi tiếng, vừa mới bắt nhìn rất là kiều mị, rất là đẹp. Rồi ngày giữ hình ảnh đó lại, tới ngày hôm sau ngày trở lại, thì thứ vì cái hình ảnh của một người rất là đẹp từ từ sình trương, rồi đổi màu, trở nên gớm ghiếc lên. Tới một cả ra nó làm cho ngài khởi đi cái tâm chán nản, và ngày dựa trên đó ngày quán tưởng, ngày đoạn tận phiền não. Thành ra ở đây khi chúng ta học về thiền đa đó, thì về thiền duyên đó, thì chúng ta nhớ cái thọ ưu đó nó cũng là một cái chi thiệt. Nhưng mà chúng tôi phải nói rằng thường á, thường không phải là hoàn toàn, thường đó, là cái thọ ưu đó nó rất có lợi cho hành giả tu tập thiền quán tứ niệm xứ hơn là thiền chỉ. Tại vì thiền quán thì rất là cần những cái
những cái đối tượng mà những đối tượng đó khiến cho tâm chúng ta xoay chiều, tâm chúng ta chuyển hóa, thì cái thọ ưu đó, nó là một, nhưng mà cái này phải cẩn thận lắm, tại vì nếu chúng ta không khéo chúng ta đâm ra chán nản. Chúng tôi nhắc quý vị Phật tử một điều rằng ở trong kinh Đức Phật Ngài có làm đưa ra một ví dụ rất là gọi là đối trị tất đàn đó. Ngài nói rằng mình áp dụng Phật pháp giống như là bắt con rắn vậy đó, và bắt không khéo con rắn cắn mình. Quý vị áp dụng Phật pháp giống như uống thuốc, bổ thuốc, và có nhiều khi uống thuốc không đúng cách nữa, cũng hại, chứ không phải thuốc nào gọi là thuốc hay bỏ miệng uống đó. Thật ra cái thọ ưu là một cái mà chúng ta phải rất cẩn thận. Thì ở đây chúng ta trò một chút thêm về khi mà mình nói về tâm chi thiền, chính là tầm tứ hỷ lạc định, mà chúng ta không nói đến xả. Dạ, xả ở trong tứ thiền, trong kinh Tạng, xả thuộc ngũ thiền đó, nó không thản nhiên như là hàng ngày mà chúng ta có là không vui không buồn, mà cái xả đó nó là kết tinh của sự thuần thục. Dạ, cái gì quá quen quá thuần thục thì chúng ta trở nên điềm đạm. Cái sự điềm đạm này nó rất khác với một trạng thái vô tư lự. Thành ra xả và ưu là thêm vào hai chi thiền ở trên, tạo được cái gọi là thiền duyên cha na phật giá. Cái này là cái chúng ta nên hết sức là cẩn thận. Và thưa quý vị, ở đây chúng ta lại có một cái duyên khác gọi là đạo duyên. Thật tình thưa quý vị, tôi thì không nên bỏ chữ đồ, tại vì chữ đồ đạo trong chữ Hán cũng không có, mà đồ đạo ở trong tiếng Việt chúng ta thì ít ai biết, là mặc dù hai chữ nó cùng là đường hết, thì chúng ta là đạo duyên đủ, chúng ta không cần phải thêm hai ba chữ. Cũng như là thiền duyên mà để thiền ngang cũng được, nhưng mà thiền duyên không được, chúng ta để đạo thì mắc gặp bạch cho vô. Thì chúng ta hiểu là cái chữ đạo ở đây đó là cái gì đó, nó mang tính chất là dẫn nhập. Chúng tôi tạm thấy một ví dụ rất là phàm tục. Dạ, rất là phàm tục. Đó là ở trong cái ở trong thế giới đó, nó có những người gọi là mai mối, những người trung gian, những người mà chúng ta gọi là và quý vị chờ chút xíu. Đó là những người mà khiến cho chúng ta gọi là những người công quan một cái vùng xa lạ. Quý vị đến một nơi mà quý vị không biết ai hết, thì những người công quan này đó biết rõ cái công việc, biết rõ người. Ngày nay thưa quý vị, có những cái khách sạn mà khách sạn sang á. Dạ, khách sạn sang đó. Dạ, quý vị chờ trên chút xíu. Dạ. Được, quý vị đang có lớp học. Được. Dạ. Dạ. Đang có trong lớp Phật Pháp á. Lớp Phật Pháp, được, quý vị chờ trên chút xíu. Dạ, dạ, được, quý vị. Trong những cái khách sạn năm sao đó, họ có một cái dịch vụ mà chúng ta gọi là concierge ở trong tiếng Pháp gọi là những người Việt Nam gọi là công sạc thì phải, cái này có hỏi xin người ta gọi là công sạc thì tiếng Anh gọi là concierge. Thì những người concierge này đó, họ có một cái đặc biệt là họ rất là am hiểu về cái công việc ở địa phương. Thí dụ quý vị là một người đến Hồng Kông mà quý vị chưa bao giờ biết về Hồng Kông hết, quý vị muốn mua một cái vé đi xem một đại nhạc hội hay một chương trình thể thao đặc biệt hay một buổi hòa nhạc đặc biệt, thì nếu quý vị ở trong khách sạn năm sao thì những cái nhân viên của concert họ có một cái họ khác với cái lễ tân nha. Cái lễ tân chỉ là chuyện đón tiếp thôi, họ sắp xếp ví dụ như là
quý vị là một người xa lạ, không biết ai đến đó, thì quý vị nói là quý vị muốn gặp chủ tịch của hiệp hội về thương mại, hay là muốn gặp một cái nhân vật này gặp nhân vật khác, họ tùy theo khả năng. Và thông thường đó thì họ rất là thiên biến vạn hóa, họ có nhiều cách nhiều thế lắm, tại vì họ là chuyên nghiệp ngành đó. Cái này đó nó mang tính cách là dẫn đạo, môi giới, giới thiệu, dẫn nhập. Cái sự dẫn nhập đó nó gọi là đạo, là bát giác. Dạ, gọi là bát giác. Đây là một cái hiểu rất là đặc biệt của Phật học. Dạ, đặc biệt, cái hiểu đặc biệt Phật học là chính những pháp này đó giúp cho chúng ta hiểu một cái thế giới mới, mà thế giới đó dường như là chúng ta hoàn toàn không thể hội nhập được nếu chúng ta không có cái môi giới này. Tại sao quý vị hiểu chữ mắt cá là môi giới cũng được, dẫn nhập cũng được, hiểu là trung gian cũng được. Nhưng mà đại khái đó, chúng ta từ thế giới này để chúng ta hiểu sang một cái thế giới khác. Hiểu sang thế giới khác. Và cái sự dẫn nhập này nó rất là quan trọng trong cuộc tu. Và dĩ nhiên là nó có cái gọi là chánh đạo, có cái gọi là tà đạo. Và cái chánh đạo gồm có 8 chi Phật, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và Đức Phật là cái vị, là vị đã, Đức Phật là vị đã tìm ra được 8 cái chi phần này để dẫn nhập vào điều mà Ngài gọi là sinh diệt khổ. Sinh diệt khổ. Nói nó như vậy là có vị nào đó, quý vị rất ghét học computer, rất ghét computer, và rồi có một cháu trai hay là có một người bạn chỉ cho quý vị dùng, và từ cái iPad đó, quý vị quen dần, quý vị lại đi vào trong cái thế giới của công nghệ, từ cái iPad, từ cái điện thoại thông minh đó, đi vào thế giới của điện toán, và lâu ngày quý vị trở thành một người quen nó làm công việc giống như là một cái máy mà nó tương đối đơn giản cho chúng ta những bước đầu, và bước đầu này khiến chúng ta bước vào một thế giới mới. Cái này thưa quý vị, chúng tôi phải nói là chúng ta vận dụng những cái kinh nghiệm trong đời sống. Nếu quý vị nào nhìn lại đó, có thời gian trong cuộc đời quý vị không biết về Phật pháp, không muốn nghe Phật pháp, xa lại Phật pháp, nhưng mà rồi tình cờ quý vị nghe một vài cái lời giữa quý vị thấm thía, mình đi từ từ, nó có cái thế để nó dẫn chúng ta vào đó, và một ngày nào đó cái thế giới trở nên quen thuộc. Chúng ta quen thuộc hồi nào chúng ta không hay. Khi mà chúng tôi mới sang bên Mỹ đó, thì quả thật là chúng tôi bị rơi vào trong cái tình trạng của nhiều người Việt Nam lúc bấy giờ, là những người Việt Nam hay có cái ý nghĩ là thương Mỹ, ghét Mỹ, nghĩ Mỹ thế này, nghĩ Mỹ thế kia. Và đa phần á, cái cách suy nghĩ của người Việt Nam á, làm cản trở khả năng hội nhập của người Mỹ. Tại vì sao? Mình đến một quốc gia mà đưa ra quá nhiều thành kiến, nhiều định kiến, đem cái cũ để làm cái thước đi, thước tất để đo cho cái, làm cái thước để đo cho cái giá trị mới, cái nào đó cũng không trúng hết. Đến khi chúng tôi ở Mỹ 5-7 tháng rồi, thì chúng tôi hiểu một điều đó là mình không thể dùng cái quan niệm của lũy tre xanh, chúng ta không thể dùng cái quan niệm của hương đồng cỏ nội, dùng cái quan niệm của cuộc sống Việt Nam, ở chùa Việt Nam mà hiểu Mỹ. Mình không hiểu như vậy. Mình phải mở lòng ra, đi vào thế giới. Và thật ra lúc đó chúng tôi cũng may là có gặp một vài người mà họ đã sống ở Mỹ từ 75. Họ lại là người hội nhập xã hội Mỹ, thành ra họ nói chuyện, chúng tôi nghe, chúng tôi nhận ra được, mình phải học như thế này, mình phải sống như thế này, mình phải nhìn thế này. Thì ở đây thưa quý vị, cái đạo duyên đó là cái thế dẫn nhập. Đạo duyên là thế dẫn nhập. Cái dẫn nhập là rất quan trọng. Cái người mà không biết dẫn nhập đó, họ nói ra làm chủ vị rất là rối. Dạ, rất là rối. Bởi vì ở trong Phật Pháp á, lại có một cái chuyện này là trong những vị thầy như thầy truyền giới, thầy Yết Ma, thì lại có thêm một vài thầy mà bên Bắc Tông ít nói đến, bên Nam Tông là nói gọi là thầy tiếp dẫn. Thầy tiếp dẫn là thầy đưa mình vào đạo.
Chúng tôi lấy ví dụ như là hồi chúng tôi còn nhỏ, Hòa Thượng Từ Sư và chúng tôi đi vào chùa đó, thì người cậu của chúng tôi là sư trưởng, vừa là thầy dạy mà vừa thầy tiếp dẫn. Thầy tiếp dẫn là thầy ban đầu hiểu được cái vô tri của mình, hiểu được cái sự mù mờ của mình, hiểu được cái xa lạ của mình. Và từ cái hiểu đó thì sư trưởng mới chỉ cái này bài kia chỉ nọ. Thì cái thầy tiếp dẫn là thầy rất là quan trọng. Dạ. Tức là cái chữ đạo mà đúng nghĩa tức là cái năng lực hay là cái khả năng hay là cái năng lực dẫn lối đưa được cái chữ đưa đường, quý vị hiểu sao cũng được, nhưng mà phải nghe một cách trực tiếp như vậy thì chúng ta mới hiểu. Dạ. Thực ra bài học này thì còn có nhiều điều, nhưng mà chúng tôi cố gắng tận dụng thì giờ còn lại để mong rằng quý Phật tử chia sẻ những cái rất là hay khi mà chúng ta học về trong kinh Tạng. Thì ở trong chúng ta học về Thắng Pháp Tạng, mà so với những gì mà quý vị thấy, ví dụ như chúng ta nói về hiện hữu và vô hữu, là có mặt và không mặt. Có mặt á, là đôi khi thưa quý vị, một người con mà cha mẹ đưa con đến trường, thỉnh thoảng nó có, chúng tôi biết rằng con nó đến trường nó trình diễn văn nghệ hay gì đó, mà cha mẹ ngồi dưới nó tạo cho nó có cái sức mạnh, giống như có người ủng hộ. Mà lên nó trình diễn ở trong trường học, mà lên trình diễn kịch nghệ hay gì đó, mà cha mẹ ngồi đó mà nó cảm thấy rằng nó có được sự ủng hộ thì nó mẹ thì cái gọi là trợ bằng cách có mặt. Nhưng mà đôi khi cha mẹ cũng nên trợ bằng cách vắng mặt. Tức là không phải chuyện gì cũng cầm tay con, cũng dắt con, cũng làm gì hết. Có nhiều khi nên tránh vào một bên, nên ẩn mặt đi. Để làm gì? Để con nó được trưởng thành. Bởi vì tưởng tượng là nếu quý vị muốn giúp cho con cái cũng dắt tay nó, rồi phải chỉ cho nó đồ từng nét, chỉ cho nó đi từng bước, thì thật ra nó không trưởng thành được. Thành ra trong cuộc sống này đó có nhiều khi mình giúp người khác bằng cách có mặt, được thì giúp người khác bằng cách không có. Có một vị mà rất là thiện xảo về ông này, đó là cha thì nào hỏi những đệ tử mà nổi tiếng của ngài, đa phần đều trải qua một cái thời kỳ, đó là ngài gửi đi làm trụ trì. Ngài trên xa, ngài ở bên Thái Lan, ngài có 100 mấy mươi mươi ngôi chùa đó, lúc chúng tôi ở bên đó cái chi nhánh đó, và bây giờ thì chúng tôi không biết bao nhiêu. Và thông thường đó thì ngài không có khuyến khích chư tăng làm chủ ngôi chùa hay làm trụ trì luôn. Và những ngôi chùa của ngài nó mang cách là lưng vài ba năm, những vị làm trụ trì về bạch với ngài, nó còn làm trụ trì, bây giờ ngài cử cho vị khác. Thì ngài hay đưa ra những cái vị mới. Dạ. Mà sau này chúng tôi thấy cái cách đó rất là hay. Tức là ngôi chùa đó nếu cuối cùng đi nữa thì ngài vẫn là người đứng ra, ngài ra gánh vác về mặt này mặt khác. Nhưng mà lúc bình thường thì ngài giao hẳn cho một vị sư về làm trụ trì. Và cái vị trụ làm trụ trì ngài không có theo đâu. Ngài chỉ dạy đạo ở đây, ngài cho về đó đầu tiên là vài ba tháng, để trong cái thời gian chuyển tiếp vị này học hỏi từ vị trụ trì đi trước, từ từ mình lên. Và khi mà người học trò mà được gửi đi phải tự mình gánh vác, tự mình có trách nhiệm, tự mình lo cho tăng chúng, thì vị đó trưởng thành hơn là có những vị sư mà suốt đời làm cây chùm gửi không có lớn được. Và thành ra khi mình giúp cho người khác giúp bằng cách có mặt tốt rồi, nhưng mà đôi khi phải giúp bằng cách là vắng mặt. Và cái gọi là như là giúp bằng cách hòa quyện và giúp bằng cách không hòa quyện. Giúp bằng cách hòa quyện là thế nào? Cứ nghe một cái bản nhạc hợp tấu, ở trong bản nhạc hợp tấu nó có nhiều chuỗi nhiều nhạc cụ với nhau, nó trở thành, nó hòa quyện với nhau, nó tạo thành một cái bản nhạc. Nhưng mà rồi nó lại có những trường hợp mà nó giúp bằng cách là không hòa quyện. Có vị nào mà nghe nói tới một cái ngành kỹ nghệ rất là nổi tiếng hiện nay, đó là khai thác dầu đá phiến. Dầu đá phiến tức là cái dầu thô, thưa quý vị, cái dầu thô nó bị kẹt ở trong đá. Ở đây chúng ta ít có biết lắm, người ta nó bắt chài ra nước
Còn cái dầu đã phiến tức là mình vắt đá ra dầu, làm sao rắc đá ra dầu được. Đó là cái chuyện mà bao nhiêu năm nay người ta không có tìm được. Đến ngày đó có một vị kỹ sư, mà ông kỹ sư ông đến từ từ thành phố Galveston gần Houston đây. Ông nghĩ ra một cách là ông tìm cách ông khoan xuống và ông làm cho nổ đá. Khi mà nổ ra như vậy thì đá nó vỡ ra, và bây giờ người ta bơm nước xuống. Dạ, người ta bơm nước xuống. Thì khi người ta bơm nước xuống, thưa quý vị, thì cái nước thì luôn luôn nó nặng hơn, nó chìm xuống. Và cái tất cả cái dầu nó sẽ nổi lên trên. Và khi dầu nổi lên trên, nó hút cái dầu lên. Ý của chúng tôi mới nói rằng, nếu mà nước và dầu nó hòa quyện với nhau thì người ta không làm được chuyện đó. Nhưng mà nhờ nước chìm dầu nổi, dầu với nước, nó không bao giờ chìm, nó không bao giờ hòa quyện. Nên chi nó giúp người ta khai thác cái chuyện này. Thì điều đó gọi là trợ bằng cách gọi là mất cân. Dạ. Rồi mình trợ bằng cách có mặt, bằng cách tách rời. Để bằng cách có mặt là thế nào? Bằng cách kết hợp là sao thế nào? Là mình đi chung, mình đồng hành với nhau. Chuyện đó tốt, rất tốt. Chúng tôi lấy một ví dụ như là được có người nào đó họ đi từ đoạn đường này tới đoạn đường kia mà họ dễ buồn ngủ. Rồi quý vị giúp bằng cách là quý vị ngồi kế bên nói chuyện cho họ đừng buồn ngủ. Cái đó trợ bằng cách mất ly duyên. Nhưng mà bây giờ thì có những đứa con mà nó lập gia đình và nó ở chung nhà thì khuyên con ngoài đi để vợ chồng có cái cuộc sống riêng. Thì cha mẹ chấp nhận cái gì? Cha mẹ chấp nhận cái sự chia cắt để làm gì? Để cho con nó được có cái tổ ấm riêng, nó được hạnh phúc. Thật ra khi mà mình học về những cái như là tương ưng duyên, bất tương ưng duyên, ly duyên, bất ly duyên, hiện hữu duyên, vô hữu duyên, những điều đó không phải chỉ là những cái luật, những định luật liên quan đến danh pháp và sắc pháp, mà trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có rất nhiều trường hợp chúng ta áp dụng được. Và nếu quý vị Phật tử học cho kỹ về những cái duyên hệ đó thì quý vị thấy rằng duyên hệ cho chúng ta rất là nhiều những cái gợi ý rất là lợi lạc, cho chúng ta rất nhiều cái kinh nghiệm vô giá trong cuộc sống. Và một khi mà chúng ta hiểu được điều này, chấp nhận điều này đó, thì cái tâm của chúng ta nó dung dị, nó không có cực đoan. Không phải mình thương người ta lúc nào cũng bám sát người ta, cũng nắm cái đuôi của người ta, làm cái đuôi của người ta. Không phải mình giúp người ta cách nào mình cũng trường cái mặt mình ra đó. Có chuyện mình giúp là để trường mặt ra. Có gì lúc mình lúc ẩn mặt đi. Bây giờ ông thầy mà cứ bắt học trò nằm ở dưới chân mình, dưới chân của thầy, làm sao ông thầy, ông học trò lớn rồi phải đẩy người học trò ra mặt cạnh là tự sống còn lấy. Thì đó, khi mà chúng ta học những điều này, chúng ta cảm thấy rất là thú vị. Chúng tôi trong cái giáo trình thắng pháp tới đó thì chúng tôi sẽ một cái lớp dạy thắng pháp qua cái nhìn thường thức. Tại sao chúng tôi dạy thắng pháp qua cái nhìn thường thức? Là bởi vì chúng tôi muốn cái Phật tử có được trong một cái thế dẫn nhập. Và từ thế dẫn nhập này, quý vị muốn hiểu thắng pháp theo lối vĩ mô cũng được, muốn hiểu theo cách hiểu chung chung cũng được. Dĩ nhiên là cách hiểu chung chung là cách hiểu nó có tất cả là unorthodox, nó phi truyền thống lắm. Nhưng mà nó sẽ có lời cho quý vị là quý vị hiểu điều đó quý vị sẽ thích hơn. Cũng như là trong trường hợp quý vị học về cái duyên đó, quý vị học trên phương diện vĩ mô á, thì đôi khi nó quá chuyên môn quý vị cảm thấy ngán, nhưng mà quý vị học trong một cái nhìn thường thức quý vị sẽ cảm thấy rất là lợi lạc. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma và kính Thiên Hòa Thượng Tuệ Siêu cũng như Tiêu Công Đức đã vào Room để sinh hoạt đảnh lễ quý. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có lớp Phật Pháp cơ bản và chúng tôi được phụ trách chương trình. Thân chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả. Nam Mô Bụt Thầy. Sư phụ lần thầy, chúng con thành kính tri ân và thọ đảnh. Sư phụ lần thầy, con Metta Vanya, thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuần chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hành lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn.
Chúng con kính chúc chư đồng đức và quý đồng hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tứ công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giả.